Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay bên em lên sóng trên một mẫu xe Hyundai Sonata nha anh em. Xe đang sản xuất năm 2010 với động cơ dung tích là 2.0 số tự động nha anh em. Đây là một dòng xe cũng khá rất là sang, lúc lăn bánh thì phải hơn 1 tỷ nha anh em. Nhưng mà hiện tại em nói rất là hợp lý, giá cực kỳ hữu nghị luôn. Đó. Em bán chỉ có 310 triệu thôi nha anh em, bao vận chuyển cho anh em mình toàn quốc. Xe thì đang đứng biển chính chủ tên em nha anh em. Đấy, biển số 92 đang chính chủ tên em. Xe thì có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế chỉnh điện hai bên, túi khí quanh xe rất là nhiều. Đấy, fan ABS chống trượt, chống trơn, chống trượt. Rồi cam lùi, cam hành trình, màn hình đầy đủ hết. Ở trong form dáng xe em nói thì anh em đã thấy đây, màu đen trắng rất là đẹp nha anh em. Đấy. Xe màu đen phối trần trắng rất là đẹp. Anh em mình mua về có đổ xăng là đi thôi. Đó. Đèn là đèn full led nha anh em, đèn trước led, đèn sau cũng led hết luôn, rất là đẹp. So với cái tầm tiền 300 triệu mà anh em bỏ ra, anh em mua một con chỉ có được một con i10 hoặc một con Accent thôi. Nhưng mà anh em đi con này nó rất là giá trị, nó rất là sướng. Đó, xe thì biển số 92A36116, xe chính chủ tên em. Anh em nào mua thì em có thể ủy quyền qua cho anh em để biển số và anh em đi, hoặc là anh em có thể rút hồ sơ tùy anh em. Ừ. Còn xe thì form dáng anh em thấy đó, không lỗi nha anh em, không lỗi. Cam kết với anh chị mình là không đâm đụng, không ngập nước. Xe này thì lâu nay em để chính chủ cho anh em đi, nhưng mà gần cuối năm rồi, xả bớt cho anh em mua, cho anh em mua về đi. Còn xe thì nguyên bản rin tuyệt đối, bảo dưỡng định kỳ đầy đủ nha anh em. Máy móc thì em bảo dưỡng định kỳ đầy đủ, kiểm tra tất tần tật rồi. Từ gầm bệ, từ máy móc em đã cho kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Xe em đi mà chỉ cần nó có một cái tiếng gì mà nó nghe sụp chụp chụp, hay là cái tiếng gì mà nó nhỏ nhỏ thôi là em đều khắc phục hết. Xe em đi thì nói chung rất là kỹ, từ dàn gầm cho đến phần máy. Nên là vấn đề là máy móc gầm bệ anh em yên tâm. Xe lên full đèn led hết rồi, đèn đuốc rất là đẹp anh em thấy không. Sơn si rồi nhiều bóng, sơn si là ca mây anh em, sơn ca mây á. Sơn có kim tuyến ca mây rất là đẹp này anh em thấy. Thấy ánh ca mây không? Đây này, ánh ca mây rất là đẹp. Nói chung sơn thì chất sơn là chất sơn xịn, xe thì rất là tuyệt vời. Form dáng xe thì anh em thấy không? Em thấy cái form dáng con này rất là đẹp luôn. Đó, 2023 rồi nhưng mà form dáng cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn form nó trường xe cực kỳ á. Đó, mâm thể thao, mâm đen. Mâm này mâm 18 inch nha, mâm 18 inch. Đó, mâm cũng sơn kim tuyến rất là đẹp nè anh em thấy không? Mâm đen, đen nhưng mà đen kim tuyến. Anh em nhìn ngoài xa thì anh em sẽ thấy đen, nhưng mà khi mà mình cận cảnh vô anh em sẽ thấy kim tuyến rất là đẹp ha. Mâm rất là bóng, rất là đẹp. Gương gập điện chỉnh điện nè anh em, gương gập điện chỉnh điện tích hợp xi nhan gương. Khóa Smart Key, đề nổ start top nha em. Khóa trên nút nhấn này. Đó. Đấy, do chìa khóa đang gần xe này. Đó. Khóa cửa mở cửa trên nút bấm nha em. Đấy, xi nhan gương nó sáng này. Đó. Rất là ok, khóa mốt là rất là đẹp này. Tầm tiền thì rất là hợp lý, ghế điện nha em, ghế chỉnh điện hoạt động tốt hết. Đèn báo cảnh báo mở cửa này, 310 triệu cam kết không lỗi nha em, không đâm đụng, không ngập nước. Xe thì xe này em hay đi hàng ngày nha em, nên là mọi vấn đề máy móc gầm bệ em kiểm tra bảo dưỡng kỹ hết rồi. Xe là cái da rin nguyên bản theo xe, nguyên bản cực kỳ, không có vấn đề gì hết. Cửa sổ trời là cửa sổ trời toàn cảnh, trần là bằng bọc da lộn nha em. Bọc da lộn. Da lộn thì nó mắc tiền lắm. Da thường thì nó rẻ, chứ qua cái đồ da lộn á có gì chứ, da lộn mà nó mắc rất là mắc. Rất là cao thì. Đấy. Xem cho bọc da lộn hết rồi, vô lăng rất là đẹp, vô lăng còn không khác gì vô lăng mới luôn. Tích hợp vô lăng, nút bấm trên vô lăng. Điều hòa tự động, màn hình Android. Đề start top, đề nổ từ xa nha anh em. Đó, máy móc nhất cái là nổ thôi. Anh em thấy rất là đẹp nha. Tắp bi, tắp lô là đẹp hết nha. Gương kính gập điện, chỉnh điện hoạt động tốt hết này. Gương kính gập điện này. Đó, gập ra gập vào nhẹ nhàng tương tu. Có xi nhan gương là đầy đủ anh em thấy không? Hai bên đều như nhau hết. Hai bên đều có xi nhan gương hết. Gương kính bấm điện lên xuống là nhẹ nhàng. Dán thêm cách nhiệt xịn rồi nha anh em. Em dán thêm cách nhiệt xịn rồi. Đó. Trong bộ phim này hết dán gần cả chục cũ anh em. Thì là anh em thấy nó tối mà hồi xuống đi ban ngày rất là đi ban ngày rất là mát. Cửa sổ trời là toàn cảnh nha anh em. Trước với sau luôn. Rèm sẽ thu lại này. Sau trời nó sẽ mở lên rất là ok, hiện đại phải không anh em. Đó, đóng lại này, toàn bộ là một nhấn hết, một chạm hết nha anh em. Đấy, một chạm hết là em nó sẽ đóng xuống. Mở rèm ra cho nó sáng nha anh em.
đèn đủ, đầy đủ hết này, đèn trước đèn sau đầy đủ hết, anh em thấy không? Đầy đủ hết. Có 310 triệu thôi mà option thì miên man, ghế điện hai bên, hộp số tự động nha em, số tự động cam kết với anh em không lỗi số, anh em mà vào phát hiện lỗi số, lỗi máy tặng xe. Đó, số máy chạy rất là ngon, rất là ngọt ngào. Vô lăng tay lái thì chạy rất là nhẹ nhàng, đầm. Con này nói chung con này chạy đầm, đầm chắc cực kỳ. Đó, mâm 18 inch rất là đẹp, bản đồng hồ tô máy đây. Anh em đi vào đây chạy thôi. Vào đây là đi thôi, số hầu như không giật không lắc gì hết nha anh em. Có cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ ha. Này, cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết. Rất là sắc nét luôn. Đề start top nha anh em, đề start top một nhấn điều hòa tự động nha. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đó. Hình Android, cam hành trình, độ cam lùi đầy đủ anh em ha. Định vị dẫn đường, coi YouTube có 4G luôn. Anh em muốn coi YouTube, coi YouTube. Âm thanh loa đài thì rất là hay. Âm thanh loa đài đầy đủ ha. Âm thanh loa đài nói chung con này âm thanh nghe rất là hiệp tuyệt vời. Âm thanh kết âm rất là tốt. Dòng Sonata này kết âm nó rất là tốt nha anh em. Cầm hành trình này, cầm hành trình đây này, hai cầm hành trình luôn anh em thấy không? Hộp để đồ này rất là rộng rãi, xe nhập mà. Nhập nguyên con từ Hàn Quốc, 20 nhập nguyên con từ Hàn Quốc mà anh em. Đây đăng kiểm cũ, xe mới ra tiền. Đăng kiểm xe này em sẽ đăng kiểm mới cho anh em ha, 2 khóa mốt này. Có này có rin. Khóa này trong xe, một cái khóa ngoài xe nữa. Xe đăng kiểm 1 năm một lần anh em ha. Đăng kiểm 1 năm đến năm 2030. 2030 2031 thì nó sẽ xuống 6 tháng anh em ha. Xe thì rất là ok, tuyệt vời. Tay nắm cửa là mạ chrome rất là đẹp, gương cánh bấm điện chỉnh điện hoạt động tốt đấy này. Gương là gương một chạm hết nha anh em, gương một chạm hết à. Rất là đẹp anh em không? Này có ánh kim tuyến rồi đầy đủ hết này. Mở nắp xăng, cốp điện nha anh em, cốp bấm điện này. Đó. Nắp xăng cũng nhấn bằng điện là nút điện luôn. Nói chung là xe thì khá là hiện đại này, nó mở cốp là nhấn cái là máu cốp mở cốp này. Đó. Tuyệt vời lắm anh em, gương kính bấm điện chỉnh điện lên xuống hoạt động tốt, chén phim kích nhiệt xịn theo xe rồi. 310 triệu thì một cái mức giá nó rất là hợp lý. Anh em tầm tiền này anh em chỉ mua được một con i10 hoặc là một con Accent thôi. Đó. Phong mới, Accent phong mới thì nó xuất sàn, phong cũ thì nó được tự động thôi. Nhưng mà Accent thì làm sao bằng Sonata được, trong khi xe này người ta lăn bánh tới 1 tỷ, hơn 1 tỷ. Đó. Hiện tại nó cũng hơi lăn bánh hơn 1 tỷ ha. Có cửa gió điều hòa đằng sau đây anh em, cửa gió điều hòa đằng sau siêu xịn luôn. Hàng ghế sau thì ngồi rất là rộng, được rất là sướng. Hàng ghế sau ngồi rộng rãi cực kỳ. Chân thì không thể động được hàng ghế phía trước luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh, cái này da lộn anh em sẽ thấy nó vậy à. Chứ bên em nhìn bên ngoài đẹp lắm, da lộn mà, nỉ da lộn đẹp cực kỳ. Đèn đủ đầy đủ này. Bể thì tay, rộng rãi, thoải mái, sướng. Nói chung con này đi tuyệt vời, cái da rin thêm xe toàn bộ. Cái da này ngồi rất là êm, rất là sướng. Đấy. Cái ba cái đồ mà da bọc lại thì ngồi nó cứng, nó không bằng cái da này đâu anh em. Da này ngồi nó êm lắm. Anh em nào thiện chí vào xem xe chạy thử thích ngay nha. Xe chính chủ tên em, 310 triệu thôi, bao vận chuyển. Anh em nào vào xem xe chạy về có bất phí nha anh em. Cửa nẻo đóng êm chắc. Nói chung chất xe thì rất là đẹp. Lên bật một nước đèn nha. Đèn đuốc là đèn full led nha anh em, đèn led hết toàn bộ. Cột kèo cái sau đây là nguyên bản, cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Đèn là đèn led này, bật xi nhanh đi. Đó, xi nhanh chạy đủ nha. Bên kia led rồi đầy đủ hết em ha. Rất là đẹp, cầu kèo nguyên bản, không ngâm đụng, không ngập nước. Xe cua con đội dưới đây là đầy đủ hết. Nói chung là thùng bọng là rin. Xe em đang đi thì phải nói tuyệt vời rồi. Từng cái nhỏ nhặt em đều khắc phục, đều làm hết rồi. Máy móc gầm bệ mà nó kêu cái tiếng này lạ thôi là em cho khắc phục làm lại ngay. Đó, nói chung là làm để mà đi mà. Đây là cái chất lượng thì thôi miễn bài. Đó. Đèn là đèn full led hết nha anh em, rất là đẹp ha. Led toàn bộ hết. 310 triệu thôi. Cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ. Gầm bệ nó siêu đẹp luôn. Không một mọt, không đâm đụng, nhờ ngập nước nha anh em. Đấy, gầm bệ riêng. Con này máy 2.0 tự động thì đi cũng rất là lợi xăng, tầm 8 lít thôi. 8-9 lít trên 100 cây. Đó, nhưng mà em chạy tầm 7 lít em ha. Xe này em biết em chạy nhẹ nhàng lắm, có chế độ eco mà. Em chạy có 7 lít thôi.
nhiều con xe 2.0 khác này nó chạy nó hao, chứ con này 2.0 mà nó có eco, chế độ eco á, chạy lợi xăng khiếp anh em ơi. Em chạy chắc em đoán cái tầm 7 lít thôi, lợi lắm. Một kèo gân gút rồi em thấy nè, nguyên bản thôi, không có tí gọi là va chạm đông đụng ngập nước gì hết nha. Xe thì em cam kết bằng văn bản cho anh em mình ha. Đó, cửa sổ trời mở lên rất là đẹp. Đó. Đó, cửa sổ trời anh em thấy không? Mở lên rất là đẹp luôn, đưa lên như phi thuyền phi cơ vậy đó. Đó, chỗ này nó cong lên rất là đẹp. Đó, giờ em đóng lại luôn ha. Một nút một chạm thế nha, nó đang đóng lại đó. Nên em thấy nó đẹp không? Nó hiện đại cực kỳ. Ghế điện hai bên chỉnh điện hoạt động tốt thế này. Đó. Ghế điện à. Ghế tài phụ gì đều chỉnh điện hết nha anh em. Xe 6 7 8 túi khí gì đó, túi khí rất là nhiều. Đó. Xe sang mà anh em, một dòng xe sang lăn bánh tỷ. Con này thì anh em yên tâm, em đi nó cũng phải nửa năm nay rồi, hơn nửa năm nay rồi. Nó lành cực kỳ. Nó không có hỏng vặt hư vặt gì đâu anh em ha. Nhiều anh em sợ nó hỏng vặt hư vặt, không có đâu. Dòng Hyundai nó bền lắm, Hyundai nó cũng nổi tiếng lắm. Xe của nó ra như Santa Fe rồi đó, giờ để mở nó đi đầy ngoài đường có hỏng vặt hư vặt gì đâu, cũng tùy người sử dụng thôi anh em ơi. Cái gì mà của bền là tại người mà đó, nhiều anh em xài phá quá rồi đi đổ thừa cho con xe nó hư nó hỏng, không có đâu anh em, tùy người xài đó ha. Còn con này em đi nửa năm nay chả thấy hư cái gì, chỉ có mình muốn mình kỹ mình làm thêm cho nó đi cho nó ngon, nó ok thôi. Chứ thực ra cái chất xe nó quá ok đi, nó không có biết phải làm gì thêm nữa. Đèn đuốc có đầy đủ hết nè, rất là đẹp. Biển 92A36116 anh em, xe chính chủ tên em. Anh em nào mua thì em ủy quyền cho anh em để biển số anh em đi. Còn anh em nào muốn rút hồ sơ thì em sẽ rút hồ sơ cho. Máy thì 2.0, đấy, máy nội rất êm. Bảo dưỡng thay nhớt định kỳ rõ ràng như em, xe này em thay nhớt này, thay buri rồi thì làm hết rồi. Nên là giờ cái máy nó chạy rất là bốc, rất là ngon. Và đặc biệt là nó có chế độ eco nữa, chạy nó rất là lợi xăng. Nó chỉ tầm khoảng 7 lít thôi. Em chạy thì tầm 7 lít, anh em chắc chạy tầm 8 9 lít. Đấy. Xe này em quen xe thì em chạy cứ là có 7 lít thôi, có chế độ eco chạy lợi xăng lắm. Máy móc khô ráo sạch sẽ anh em ha. Nổ êm. So với cái tầm tiền này mà anh em bỏ ra anh em mua Accent E10 thì quá phí, bởi vì con này nó sẽ cho anh em một cái trải nghiệm nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Ti là có ti chống đẩy lên ha, form dáng xe em nó thì rất là đẹp luôn. Cabo nó cũng rất là nặng nha, cabo đồ khung vỏ thân sườn nó chắc cú anh em ơi. Anh em vào xem xe anh em mới thấy độ chất của xe nó, bởi vì công này là dòng Sonata, là phân khúc cạnh tranh với Camry mà. Đó. Đó, phân khúc là cạnh tranh với Camry mà em. Đấy. Nên là cái chất lượng của nó rất là ok. Từ thùng mình của nó sơn si nó cũng làm chắc chắn lắm nè. Nói chung xe anh em phải vào xem xe trực tiếp thì anh em mới thấy cái độ chất của em nó. Chứ còn mình nói qua điện thoại, mình coi qua điện thoại thì anh em coi cái tầm nó phản ánh lên tầm 7-80% thôi. Cái thực chất thì nó không có rõ ràng bằng lúc anh em coi trực tiếp đâu. Còn em vẫn khuyến cáo anh em là vào xem xe trực tiếp, xem xe, chạy thử, chạy về ha. À, còn anh em đã tin tưởng Thiện Huy Trung Auto rồi, Thiện Chí rồi, tin tưởng Thiện Chí thì em sẽ vận chuyển xe tới nơi, tới nhà cho anh em. Đấy. Xe là mâm đúc 18 inch nha anh em, mà mâm lốp vỏ mỏng rất là đẹp, chạy thì cực kỳ êm rồi. Dòng Sonata này thì rất là xuất sắc, xi nhan gương của em nó cũng rất là đẹp này, bóng sáng mới này. 310 triệu là một cái mức giá em đưa ra thì rất là hợp lý rồi. À, nhiều người ta bán 340, 330 rất là nhiều, nhưng mà cái giá em đưa ra hợp lý rồi. Anh em nào mà thích ok thì nhanh tay alo cho em nha. Hyundai Sonata 2010 nhập Hàn Quốc nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.